2019 là năm đánh dấu cột mốc quan trọng trong tình yêu khi lần lượt nhiều cặp đôi quyết định về chung một nhà khiến dân tình vô cùng thích thú. Để mà nói thì họ đều là những cái tên với độ nổi tiếng kha khá trên, lại đều là những tiểu thư danh giá hoặc di sinh có diện mạo hết sức cuốn hút. Nên đám cưới càng gần đến thì dân tình lại càng tò mò, dự đoán về độ hoành tráng và số tiền họ chi ra. Nhưng chỉ còn 3 tháng nữa là khép lại năm cũ, suy đi nghĩ lại cũng chỉ còn 3 đám cưới đáng trong đời nhất là của bộ ba Giang Lê, Mai Nguyễn và Âu Hà My. Cùng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gia thế từ khá đến cũng và ti le cực ổn định, vậy nên chắc chắn ai cũng sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới. 1. Mai Nguyễn. Để mà nói thì Mai Nguyễn là nàng quá kỳ cựu nhất trong toa ba với hơn 10 năm nổi tiếng. Cô mán duyên với nghề người mẫu và dần lấn sâu vào nghệ thuật từ khá sớm, nhưng đến một thời điểm, cô quyết định dừng lại để đi du học ở trời Tây. Tại đây cô gặp người bạn trai cũng là chồng tương lai của mình, Dũng Anh. Càng gần đến lễ cưới, Mai Nguyễn lại càng nôn nóng đích ảnh ra khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ, đúng là thần thái quá gì bao năm vẫn đỉnh cao như ngày nào. Phong cách bánh bèo duyên dáng, đáng yêu này tiếp tục được cô tìm đến trong bộ ảnh cưới ở phố cổ Hội An. Tự dìm hàng mà thần thái bút ngàn thế này, đến đám cưới lồng lộn sao cũng đủ hiểu. À thì Mai vẫn trung thành với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính với cách make-up nhẹ nhàng cùng kiểu tóc dài lốn xoăn mà thôi. Không cần nói nhiều thì dân tình cũng đoán ra được trong ngày cưới cô vẫn sẽ xuất hiện với tỷ lệ an toàn này. 2. Giang Lê. Mùa thu, thời điểm đẹp nhất năm cũng là lúc mùa cưới đến không kịp trở tay. Nhiều cặp đôi bắt đầu khoan ảnh cưới, rụt rịch cho lễ du quy. Tiêu Kiết gốc Hà Thành, Giang Lê sinh năm 1993, không ngoại lệ. Để so về độ hoành tráng với Mai thì cũng xin thưa là 1 9 1 10, không thua kém chút nào. Thêm vào đó, nàng tiểu thư này vốn là nhà thiết kế thời trang nên đẳng cấp và cách lựa chọn trang phục thật sự khiến dân tình choáng ngợp vì độ cầu kỳ. Giang Lê thật biết cách lôi cuốn người đối diện với cá tính của mình nhưng cũng không làm mất đi sự thanh thoát, sang trọng. Có cuộc sống sang chảnh tưởng chừng hiếm ai sánh bằng, Giang Lê còn sở hữu gương mặt le nhìn như một quá giới thiệt. Theo đuổi phong cách sang trọng, quý phái có phần hơi đứng tuổi nhưng nhờ thần thái con nhà giàu mà bất kỳ thứ gì cô mặc lên người đều trông ấn tượng hơn hẳn. Make-up nhẹ nhàng sương sương một tí để nhường bốt đi cho đóng vàng đeo mỏi cổ kìa. 3. Âu Hà My. Âu Hà My là nữ giảng viên nổi đình nổi đám của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội với diện mạo sexy bốt lửa cùng thân hình đồng hồ cát. Về sau, cô càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi hủy hôn với cơ phó diễn viên nhí từng một thời đình đám Hà Duy. Trải qua tan vỡ trong quá khứ, Âu Hà My hiện rất hạnh phúc bên chồng sắp cưới là doanh nhân thành đạt. Khi lên giảng đường, nữ giảng viên bao giờ cũng ăn mặc rất kín đáo và nền nã. Cô thường chọn kiểu tóc đơn giản cùng áo dài màu trơn giản dị. Tuy nhiên, outfit hàng ngày ngoài công việc của Hà My khiến ai cũng phải thốt lên là quá quyến rũ, quá sành điệu. Vậy nên, hầu hết đều cho rằng trong đám cưới sắp tới đây, Hà My cũng sẽ là một cô dâu cực kỳ nóng bỏng với chiếc giấy cưới hoa triệt để đường cong. Nói có sách mách có chứng, bộ ảnh cưới mà Hà My chụp ở Paris cũng không đi theo concept thông thường mà cực kỳ táo bạo, cô dâu chinh hết nước bên con siêu xe, mặc đồ da bó sát. Xin nhắc lại, đây là ảnh cưới nhé. Cũng có lúc Hà My nền nã, thanh lịch nhờ kính cổng cao tường. Nhưng đến đám dạm ngõ lại khoan dáng trong tà áo dài đầy táo bạo,